Chào các bạn, hôm nay mình đi tập chơi golf nha. Chơi golf, ngoại ngữ là hai con đường ngắn nhất để tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp chủ đầu tư. Thì mình chơi golf kiểu này thì đa số những cái ông chủ doanh nghiệp á, Trung Quốc á, hay là người nước ngoài, họ người chủ họ hay đi, dành thời gian họ đi chơi golf để gặp nhau bàn về công việc kinh doanh. Cho nên chơi golf á là rất là có lợi cho các bạn sau này, nhất là các bạn muốn mở doanh nghiệp và muốn hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài. One more. 170. This is good. 180. Oh, 90. Oh, one more. 200 over.